Xin chào tất cả các bạn đã đến với chương trình chia sẻ ước mơ du học Mỹ cùng với công ty tư vấn du học hàng đầu Việt Nam, công ty Tân Đại Dương. Thì trong chương trình ngày hôm nay chúng tôi có mời tới đây bạn Misa sẽ chia sẻ một chút ít kinh nghiệm của bạn với cuộc phỏng vấn với lãnh sự Mỹ vào buổi chiều ngày hôm nay. Còn chần chờ gì nữa, chúng ta hãy cùng có một cuộc trò chuyện ngắn với bạn ngay bây giờ. Thì chị xin chào Misa. Dạ em xin chào chị. Misa có thể giới thiệu sơ nét về bản thân mình cho tất cả các bạn được biết. Xin chào tất cả các bạn, mình tên là Misa, mình 17 tuổi và mình hiện đang học tại trường Trung học Phổ thông chuyên Lê Khiết, tỉnh Quảng Ngãi. Sau đây mình sẽ chia sẻ với các bạn một số cái bí quyết của mình trong cuộc phỏng vấn vừa rồi. Misa cho chị hỏi là mình học chương trình phổ thông của Việt Nam, vậy thì qua Mỹ mình sẽ tiếp tục học chương trình gì em ạ? Dạ, em qua Mỹ sẽ vẫn tiếp tục học chương trình phổ thông ở bên đó và học lớp 12. Mình chọn trường nào để mình theo học em? Dạ, em chọn Học viện Willowbank ở bang Plano, Texas. Trường đó rất là tốt và em nghĩ là cũng là một trong những trường khá là tốt ở Mỹ. Em có thể chia sẻ rõ hơn về thông tin trường cho các bạn biết không? Trường mà Willowbank thì là nằm ở thành phố Plano ở bang Texas. Nó là một cái trường mà được công nhận bởi hai cái tổ chức lớn ở bên Mỹ. Nó có rất nhiều cái chương trình học hỗ trợ cho tất cả các bạn học sinh, ngay cả bạn là diễn viên hay là những người có cái công việc lịch học đặc biệt thì trường vẫn hỗ trợ rất là nhiều. Đặc biệt với các bạn du học sinh quốc tế thì trường còn hỗ trợ cả tiếng Anh cho mình nữa. Rồi sau khi mình hoàn thành cái chương trình phổ thông á, mình có dự định là học tiếp lên cái chương trình gì hay không? Dạ, sau khi mà em học xong chương trình phổ thông thì em sẽ vẫn tiếp tục học lên đại học ở bên Mỹ luôn ạ. Mình đã có dự định được cái chuyên ngành mà mình sẽ tiếp tục học trên đại học chưa? Dạ rồi, em dự định sẽ học quản trị kinh doanh. Để chắc là em có một cái sở thích kinh doanh hay sao mà mình chọn chuyên ngành đó? Dạ, em cũng có sở thích kinh doanh và em dự định là sau khi học cái chương trình quản trị kinh doanh và tốt nghiệp đại học xong thì em sẽ quay trở về Việt Nam và làm cho công ty của mẹ em. Rồi cho chị hỏi là sao mình biết tới dịch vụ của Tân Đại Dương để mình tìm tới đây để chúng tôi hỗ trợ cho em? Dạ, em biết dịch vụ Tân Đại Dương tại vì là trong quá trình mà tìm hiểu các vấn đề về du học thì em đã thấy là công ty Tân Đại Dương là một trong những công ty tốt nhất và hàng đầu trong dịch vụ giúp các bạn học sinh về vấn đề phỏng vấn du học. Trong quá trình mình làm hồ sơ với Tân Đại Dương có cái trường hợp nào để lại ấn tượng cho em hay không? Dạ, với cái ấn tượng của em là cái khi mà em chuẩn bị trước ngày phỏng vấn thì em sẽ được các chị tư vấn kiểm tra lại toàn bộ các cái thông tin này nọ, thì em thấy các bạn đậu phỏng vấn rất là nhiều và khi các bạn quay về thì ai cũng rất là vui và em cũng vui là tại vì hôm nay em cũng là một trong những bạn đó rồi ạ. Rồi mình có cảm nhận như thế nào về chúng tôi? Em cảm thấy là Tân Đại Dương làm việc rất là chuyên nghiệp, rất là gọn gàng, chuyên nghiệp mà cái cảm giác là rất là thân thiện với các bạn du học sinh. Cho dù là có đậu hay không thì công ty vẫn rất là vui vẻ, cởi mở và đặc biệt là đa số đều đậu rất là cao ạ. Chị cảm ơn Misa đã tới đây và có một cuộc chia sẻ cho chuyện ngắn để dành cho những các bạn mà đang có dự định đi du học Mỹ giống như em sẽ có thêm thông tin cũng như là những kiến thức bổ ích hơn. Thì xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn. Dạ. Công ty Tân Đại Dương là một trong những công ty du học đầu tiên và hàng đầu tại Việt Nam, được thành lập bởi đội ngũ các nhà quản lý và tư vấn du học có nhiều năm kinh nghiệm trong ngành giáo dục cũng như được tu nghiệp và đào tạo ở nước ngoài. Với hơn 10 năm kinh nghiệm, Tân Đại Dương tự hào là nhà tư vấn du học chuyên nghiệp cho các du học sinh tại các nước trên thế giới, đặc biệt là Mỹ, Úc, Singapore, Anh Quốc, Hà Lan, Thụy Sĩ, v.v. Cùng với đội ngũ tư vấn viên chuyên nghiệp, chúng tôi cung cấp các dịch vụ uy tín và trọn gói cho ngành du học du lịch Mỹ, bao gồm xử lý trọn bộ hồ sơ đi Mỹ từ A đến Z, kể cả các hồ sơ khó, đã từng rớt visa hoặc không đủ tài chính. Tư vấn chọn trường tại tất cả các tiểu bang ở Mỹ, chúng tôi tự hào là đại diện chính thức của hàng trăm trường đại học cao đẳng, trung học phổ thông tại Mỹ. Hướng dẫn các thủ tục xin visa, chứng minh tài chính, hướng dẫn điền form, dạy phỏng vấn du học, du lịch Mỹ. Khai giảng hàng tháng các lớp học phỏng vấn, đảm bảo cho học sinh có được sự tự tin trả lời được mọi câu hỏi của lãnh sự quán. Đặt vé máy bay, sắp xếp nhà ở, ký túc xá cho du học sinh. Với phương châm hoạt động là uy tín, chất lượng và mong muốn định hướng cho học sinh Việt Nam một nền giáo dục tiên tiến, môi trường học tập và sinh hoạt an toàn, Tân Đại Dương cam kết sẽ là người bạn đồng hành cùng học sinh Việt Nam trên đường tới chân trời tri thức. Mọi chi tiết xin liên hệ công ty Tân Đại Dương chuyên du học Mỹ, mặt tiền 148/1 Trần Quang Khải, phường Tân Định, quận Nhất, thành phố Hồ Chí Minh, điện thoại 0838484879, 0989006890, website www.tandaiduong.edu.vn.